Hello, chào tất cả bạn đang xem video của mình. Nay mình sẽ chơi Slim cuối cùng các bạn. Nhất na tái đi đâu vậy? Penny for your thoughts. Trời ơi, làm gì vậy? Strictly business, nothing personal. Thằng này biết gì vậy? Gì ba? Son, nó bị hốc cỏ rồi các bạn. Relax, you can burst the drug. Lại nó luôn rồi thằng đậu phòng. Defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. That time. Strictly business, nothing personal. Thiệt, tức cái thằng mít thiệt chứ. Chơi game mà gặp thằng thần vậy sao mọi người? Been defeated. You gotta roll with the punches, son. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Nó bắn ra ta mà nó đi đường bót. Xin lại bằng cũ luôn. Slims, at your service. Time to collect. An ally has been defeated. Ultimate. You have been defeated. Nó này tốc biến. Cay thì các bạn ơi, thiệt đậu phộng nó thiệt nóng gì đâu có thiệt. Gặp toàn thằng ngáo ngáo gì đâu không? For your thoughts. An ally has been defeated. You have been defeated. Enemy ultimate. Nó gặp gặp mấy thằng tệ trâu thì chán thiệt chứ. Mở nó thiệt. An ally has been defeated. Shut down. Relax. Your tower has been destroyed.
Đánh nhau thì nóng thiệt chứ. Your team has destroyed a tower. Shut down. Your team has destroyed a tower. Đánh gặp mấy thể loại thiệt nóng đây các bạn ơi. Chưa nhảy vô bò. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Gánh gãy lưng luôn các bạn ơi. Thì trời, thằng nó không vô bụi cỏ luôn thiệt, tao lại thiệt thằng ngu. Ừ thiệt. Penny for your thoughts. Your team has destroyed a tower. Ngu thì cho nó chết. An ally has been defeated. Đã vậy nên đánh trận đầu nó thì nó vô bụi cỏ nó biến về chứ đâu. Enemy double kill. You gotta roll with the punches, son. An enemy has been defeated. Double kill. Đánh gặp thể loại trẻ trâu thì nóng thì các bạn ơi. An ally has been defeated.
Ở đây không quánh thì quánh thằng đó, thằng lưỡi bố thiệt. Chạy được hắn chạy. Chạy được không ta? Đến ngày gặp ngay thanh niên Nanata thì nó mù thiệt, các bạn nó thống thiệt. Các bạn chơi game mà gặp những trận đấu thì các bạn muốn đập máy luôn. Strictly business, nothing personal. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Đánh ngu mà còn đòi kết buồn. Này thì bắt anh này. Relax, you can totally trust me. Trò chiêu kìa. Enemy double kill.